Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Shalom, và xin gửi lời chào mừng bình an đến cho hết thảy quý ông bà chị em ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, buổi chiều nay chúng ta được nhóm lại đầy ơn và phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa một tuần lễ thật là phước hạnh mà Chúa ban cho mọi người chúng ta ở trong ơn của Ngài. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là 7 phước lành của việc dâng hiến hôm 10. Thưa quý mài chị em, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ là hoàn toàn miễn phí. Dùng từ của Kinh Thánh đó là hoàn toàn nhưng không, nhưng mà chúng ta hiểu được ở trong cái ngôn ngữ hiện đại ngày hôm nay đó là sự cứu rỗi của Chúa là hoàn toàn miễn phí. Tức là không có đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì cả. Và chúng ta chỉ lấy đức tin ở trong danh của Chúa để chúng ta tiếp nhận điều đó cho linh hồn của mình. Nhưng về mặt phước hạnh mà Chúa hứa ban cho những người tin nơi Ngài, những người được cứu rỗi, thì chúng ta cần phải làm theo những lời hứa của Chúa, làm theo lời của Ngài thì chúng ta sẽ nhận được một phước hạnh đó. Và một trong những phước hạnh mà Chúa hứa ban cho con cái của Chúa đó là Chúa Ngài ban cho chúng ta phước hạnh về mặt tài chánh. Và để chúng ta có được sự phước hạnh về tài chánh thì chúng ta cần phải làm theo những lời của Ngài. Và lời của Chúa được chép ở trong Malachi đoạn số 3. Malachi đoạn 3 câu số 10. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta là người tin Chúa, chúng ta hãy đem hết thảy một phần 10 vào trong kho của Chúa, tức là hậu thánh của Chúa, để chúng ta sẽ nhìn thấy được Chúa Ngài mở ra cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không đủ chỗ chứa. Tôi tin rằng cái từ phước ở đây nói về phước hạnh thuộc linh và cũng như nói về những phước hạnh thuộc thể nữa quý vị. Và để trước khi chúng ta có thể nhận được phước hạnh đến nỗi mà không chỗ chứa đó, thì chúng ta cần phải dâng hiến một phần mười theo lời của Chúa. Chúa nói rằng là các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho. Tức là tất cả những cái gì mà thuộc về Chúa, chúng ta phải đem hết thảy phần mười vào kho. Có một số con cái Chúa chúng ta chỉ dâng chưa tới một phần mười nữa quý vị. Hoặc là trong một phần mười đó chúng ta lại nhích ra một chút xíu chúng ta sử dụng theo riêng của mình. Nhưng mà Chúa Ngài nói rằng là hết thảy một mười đó chúng ta hãy biệt riêng ra thánh và chúng ta hãy đem vào trong kho của Chúa. Tức là nơi mà chúng ta được lớn lên ở trong thuộc linh qua lời của Ngài. Thì đây là điều kiện mà Chúa Ngài nói rằng là chúng ta có quyền để chúng ta dùng điều này để thử Chúa. Và sau khi chúng ta thực hành điều này thì chúng ta sẽ thấy mọi phước hạnh trên trời sẽ đổ xuống trên đời sống của chúng ta. Buổi chiều nay chúng ta sẽ nói về 7 phước lành của việc dâng hiến một mười. Tức là khi chúng ta dâng hiến một cách trung tín số tiền một mười của chúng ta cho Chúa thì chúng ta sẽ thấy được phước hạnh đó. Những phước hạnh đó nó sẽ đến với chúng ta. Trước khi chúng ta nói về những phước lành này thì chúng ta sẽ mổ xẻ nhiều hơn về cái từ một phần mười. Ngày hôm nay có một số con cái Chúa, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, chúng ta không hiểu một mười là gì. Một phần mười tức là một phần ở trong số mười phần đó. Giả sử bây giờ tôi đi làm một tháng tôi nhận được 10 đồng thì trong 10 đồng đó tôi phải trích ra 1 đồng để tôi dâng cho Chúa. Đó gọi là 10%. Và quy đổi ra tiền, giả sử một tháng tôi đi làm được 10 triệu thì tôi sẽ dâng cho Chúa 1 triệu. Nếu một tháng tôi làm được 100 triệu, tôi dâng hiến cho Chúa 10 triệu. Nếu một tháng tôi tìm được 1 tỷ, tôi dâng hiến cho Chúa 100 triệu. Nếu mà một tháng mà làm được 10 tỷ, dâng hiến cho Chúa được 1 tỷ. Quý vị chưa có nghe những cái con số này nó quen.
Có những nhà tài phiệt, gọi là trăm anh thế phiệt đó, họ kiếm một tháng 10 tỷ là chuyện bình thường. Và mình thấy rằng là có những người họ kiếm tiền rất là vất vả, nhưng cũng có những người họ kiếm tiền rất là dễ, thậm chí họ ngủ. Họ ngủ thôi tiền nó vẫn chuyển vào trong tài khoản của họ. Và giả sử có những người như vậy trong hội thánh của Chúa, thì hội thánh của Chúa chắc chắn sẽ được phước. Nếu họ trung tín, họ dâng hiến cho Chúa, dâng hiến cho hội thánh của Chúa, mà dâng hiến một cách vui mừng, dâng hiến với lòng biết ơn, dâng hiến với một sự rơi rộng, chắc chắn hội thánh của Chúa sẽ được phước. Xin Chúa ngài dấy lên trong hội thánh của Chúa có những đại gia, có những con người như vậy đó quý vị. Và nếu mà Chúa ngài muốn cho hội thánh của Chúa có đại gia, Chúa ngài muốn cho hội thánh của Chúa có những triệu phú, chắc chắn sẽ có. Nhưng khi quý vị được Chúa ban phước như vậy, quý vị có sẵn sàng để mở rộng cái hầu bao của mình ra để mà chúc phước cho ngân quỹ của hội thánh không? Quý vị nhớ amen nha. À, thiên đàng đang nhìn vào trong tấm lòng quý vị. Yeah. Chúa ơi, con muốn trở thành một đại gia để hội thánh của Chúa sau này sẽ được phước. Yeah. Thậm chí là việc truyền giáo hội thánh của Chúa cũng sẽ được mở rộng. Các mục sư đi đây đó cũng không phải lo lắng gì về cái chi tiêu hết. Hội thánh của Chúa có nơi nhóm lại khang trang rộng rãi, không thiếu máy lạnh, cũng không thiếu cơ sở vật chất để chúng ta có thể nhóm lại một cách thoải mái. Có phòng ốc cho các em thiếu nhi cũng như cho những người thanh niên rồi phụ nữ khác nhau. Dĩ nhiên cái điều đó là điều mà Chúa ngài sẵn sàng ban chúng ta khi mà Chúa ngài tìm được một người, ngài có thể tin tưởng và ngài có thể nhấc người đó lên để trở thành một người có thể yểm trợ cho một công việc nhà Chúa. Nhưng trước hết buổi chiều nay chúng ta sẽ học về việc dâng hiến phần 10 là gì và tại sao mà chúng ta lại phải dâng hiến phần 10 cho Chúa. Có phải rằng là Đức Chúa Trời ngài là một đấng nghèo thiếu, lúc nào ngài cũng nhìn vào trong cái hầu bao hoặc là túi tiền của chúng ta và mong đợi chúng ta dâng cho Chúa những xu lẻ vào mỗi ngày Chủ nhật không? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Chúa ngài là Chúa của cả trời đất này, đúng không ạ? Chúa nói là vàng của ta, bạc của ta, trời là ngai ta và đất là bệ chân của ta. Không có cái gì là không thuộc về Chúa cả, đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Chúa hết. Nhưng điều mà Chúa ngài mong đợi nơi con dân của Chúa là những người tin nơi ngài, đó là ngài muốn xem tấm lòng của họ như thế nào đối với ngài qua sự dâng hiến. Chúa Giêsu nói rằng là của cả các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chúa muốn xem cái của cải của chúng ta có đem vào trong nhà của Chúa nhiều hay không, để qua đó ngài có thể đo lường được, ngài có thể đo lường được tấm lòng của chúng ta đối với ngài. Và dĩ nhiên cái của cải của chúng ta đem vào trong nhà của Chúa không phải là những của thừa mứa mà chúng ta dâng cho Chúa, nhưng mà đó là những cái của cải quý mà chúng ta dâng lên cho ngài với tấm lòng biết ơn và kính trọng. Trong thời của Chúa Giêsu, khi mà một ngày kia, khi mà Chúa Giêsu ngài đứng đối diện với cái thùng tiền, cái thùng dâng hiến đó, nhiều người họ lên dâng cho nhà Chúa. Có người giàu dâng cả bạc triệu vào trong đó, dâng rất là nhiều vào trong đó. Người ta thả từng đồng tiền vàng vào trong đó và nghe len keng trong đó. Nhưng có một người đàn bà quá nghèo, dâng có một đồng tiền 1/2 xu thôi, 1/4 xu. 2 đồng tiền 1/4 xu bỏ vào trong thùng tiền rương đó, nhưng mà không có nghe bất cứ một cái tiếng len keng nào hết. Và thế là Chúa Giêsu ngài nói rằng là đây, người phụ nữ này là dâng nhiều hơn hết tất cả mọi người. Còn những cái người nhà giàu trước đó đó, họ dâng nhiều đó, thực ra là họ dâng cái tiền dư thôi. Và Chúa ngài biết tấm lòng của mọi người. Có thể trước mắt mọi người khác đó thì cái người nhà giàu đó dâng là dâng nhiều, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó thì ngài nhìn thấy cái là cái người đó chỉ dâng là dâng tiền dư, chứ không phải là dâng hết, chứ dâng hết là nhiều lắm à. Cho nên là đối với Chúa, ngài muốn xem tấm lòng của chúng ta yêu ngài như thế nào qua sự dâng hiến, qua sự dâng hiến quý mài chàm.
Và khi chúng ta dâng hiến cho Chúa một cách trung tín, đầy đủ, thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Mặc dù một số người có thể xem việc dâng hiến một mười đó là một bổn phận hoặc là một nghĩa vụ, trách nhiệm, nhưng mà điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc này có nhiều phước lành đi kèm. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những người dâng một mười có thể mong đợi nhận được các phước lành dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm phước lành về tài chánh, phước lành về tinh thần, sức khỏe, sự bảo vệ khỏi tai họa, sự thịnh vượng được gia tăng, niềm vui và bình an ở trong linh hồn. Những ân phước này không chỉ có lợi cho sức khỏe về thể chất và thuộc linh của chúng ta, mà còn cho mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời được trở nên đầm thắm và sâu nhiệm hơn. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 9 cho đến câu 10, lời của Chúa nói thế này: Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thịnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng là khi chúng ta nghe tiếng phán của Chúa và chúng ta vui lòng, chúng ta giữ các điều răn luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, thì Chúa sẽ ban phước cho đầy lấp. Tôi rất thích cái câu thánh này, quý mài cho em. Khi chúng ta làm theo lời của Chúa một cách hết lòng hết ý đó quý vị, thì Chúa sẽ ban phước cho đầy lấp. Người Việt của chúng ta có cái cụm từ rất là hay khi mà nói về những người giàu, mà giàu gọi là giàu nứt đố đổ vách. Và quý vị từng nghe đúng không? Có những người họ giàu mà nứt đố đổ vách, tức là giàu khủng khiếp. Bỏ cái gì vào trong kho là cái kho đó là nó muốn đổ cái vách luôn, bởi vì nó quá nhiều đi. Thì Chúa Ngài cũng sẽ ban phước cho chúng ta theo kiểu như vậy đó quý vị. Nếu chúng ta làm theo đúng lời của Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta giàu nứt đố đổ vách. Làm cho mọi công việc của tay ngươi được thịnh lợi. Wow. Chúng ta làm tài xế thì Chúa sẽ ban phước cho cái vô lăng của mình lái mát rượi à. Mình làm nhiều hơn người ta đúng không mà chứ em. Làm gì cũng sẽ được phước cả. Rồi khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, bông trái của đất ruộng được thịnh vượng. Wow, cảm ơn Chúa. Rồi Ngài sẽ vui lòng mà làm ơn cho ngươi đó quý mà chứ. Không phải là Chúa Ngài miễn cưỡng làm ơn cho mình đâu, nhưng mà Chúa vui lòng để làm ơn cho mình đó. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời khi chúng ta gìn giữ theo các điều răn mạng lệnh của Chúa thì chúng ta sẽ được phước là như vậy. Trước khi chúng ta dâng hiến, chúng ta hãy dâng hiến theo nguyên tắc biết ơn Chúa. Đây là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất liên quan đến lĩnh vực tài chính cá nhân. Nếu chúng ta không thực hành nguyên tắc này thì chúng ta khó áp dụng các nguyên tắc về sự dâng hiến trong cuộc đời của chúng ta. Dù rằng rất là khó để chúng ta phải biết ơn Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, nhất là sau đại dịch Covid-19 vừa rồi. Nhiều người đã bị mất việc, nhiều công ty doanh nghiệp bị phá sản, vỡ nợ. Rồi trong hoàn cảnh kinh tế của thế giới và Việt Nam đang đi xuống như thế này, công việc bấp bênh, rồi gia đình thiếu thốn, làm sao tôi có thể biết ơn Chúa đây? Trong khi con nợ chung quanh nó đang đòi nợ, nó đang dí nợ mình, làm sao tôi biết ơn Chúa được? Nhưng quý bà chị em ơi, nếu chúng ta nhìn vào trong những gì, nếu chúng ta nhìn vào trong những gì mình có đó, hơn là nhìn vào trong những gì mình không có, thì chúng ta sẽ biết ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi có gì? Tôi có hơi thở trong lỗ mũi của tôi. Tôi có sự sống ở trong thân xác này. Tôi có sức khỏe. Tôi có một cơ thể lành lặn. Tôi có đủ hai tay hai chân. Tôi còn may mắn hơn rất là nhiều người khác. Đúng không quý mài cha? Thay vì mình than thở bởi vì mình không có đôi giày đẹp giống như người khác, nhưng mà mình hãy nhìn vào trong cái người mà không có đôi chân đó quý vị. Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa bởi vì mình vẫn còn đôi chân để mình đi. Cho nên đừng nhìn vào trong cái gì mình không có, nhưng mà hãy nhìn vào trong những gì mình đang có để biết ơn Chúa. Tôi nay là người thế nào đó là nhờ ơn thương xót của Chúa. Nếu Chúa không cứu chúng ta thì hôm nay làm sao chúng ta ngồi đây để chúng ta ca ngợi thờ phượng Chúa được quý mài chị em.
Nếu Chúa không cứu chúng ta thì bây giờ có lẽ mình vẫn còn ở đâu đó, ở ngoài đời, chúng ta không biết Chúa. Chúng ta vẫn than thở, chúng ta vẫn kêu trời mà kêu không thấu. Đời nó xô đẩy chúng ta, mình không biết mình sẽ trở thành người như thế nào nữa. Cảm ơn Chúa. Cho nên hãy nhìn vào trong hiện tại này và chúng ta biết ơn Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì ít ra con vẫn là con của Ngài. Số mệnh của con, tương lai của con nằm ở trong tay của Chúa. Cho dẫu bây giờ mình vẫn chưa phải là tài phiệt hoặc là một người giàu có, cái xu, nhưng mà mình là người giàu có trong Chúa. Mình có được những phước hạnh trong thuộc linh và cũng như có một tương lai mà bền vững ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, hãy biết ơn Chúa để chúng ta có một cái tấm lòng rộng mở đối với sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn số 9 câu số 7 chép rằng là mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Chúa nói rằng là Chúa yêu cái người dân hiến một cách vui lòng. Và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 câu số 10 chép rằng là ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cơ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Như vậy thì trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 15 câu 10 này chép rằng là chúng ta phải cho mà chớ có lòng tiếc. Có bao giờ chúng ta dâng hiến mà chúng ta cảm thấy tiếc nuối không? À cũng có, đôi khi cũng có đúng không? Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta đừng có cho mà có lòng tiếc. Dâng hiến cho Chúa hay là chúng ta lạc hiến, chúng ta ban phát cho những người nghèo xung quanh chúng ta đó quý vị, thì khi đã dâng rồi đừng có tiếc. Bởi vì chúng ta phải dâng ở trong đức tin. Phải tin tưởng rằng là những hạt giống mà chúng ta gieo nó sẽ được nảy nở ra và kết quả gấp bội phần hơn những gì mà chúng ta gieo, chúng ta dâng ở trong thời điểm hiện tại. Có những lúc mà tôi được Chúa cho dư thì Chúa thúc giục lòng của tôi một điều rằng là tôi phải giúp đỡ cho những người xung quanh tôi. Và cách đây mấy tháng trước thì tôi có giúp cho những con cái Chúa ở miền cao học ở trong trường Kinh Thánh. Đang khi mà tôi chuẩn bị cho lớp học thì tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa nói với tôi rằng là con hãy giúp cho cái cặp vợ chồng đó. Tại vì cặp vợ chồng đó có 4 người con mà không có gì ăn hết. Con hãy giúp cho vợ chồng đó đó. Và tôi vào trong lớp học đó, tôi hỏi rằng là trong lớp học này ai là người có con nhiều? Có 4 người con mà bây giờ không có gì để ăn hết. Nói cho tôi, bởi vì Chúa nói với tôi rằng là hãy giúp cho người đó. Thế là có một cặp vợ chồng nói rằng dạ em có đây, em 4 người con. Thế là tôi xin tài khoản và tôi nhờ một sư lãnh đạo của tôi chuyển cho người đó. Rồi tôi cũng, tôi không có nhiều nhưng mà tôi chỉ giúp cho 500 thôi. Đủ qua được một tuần lễ. Tôi thì chỉ giúp ở trong khả năng của mình. Và cảm ơn Chúa sau đó thì Chúa ban phước lại cho tôi mà gấp 10 lần hơn nữa quý mài chị em. Giúp cho người ta 500 ngàn thôi mà sau đó Chúa cho mình 5 triệu. Tôi làm chứng điều này để cho quý vị thấy rằng là không có cái hạt giống nào mà mình gieo theo cái sự thôi thúc của Chúa mà cái hạt giống nó lại không ra hoa kết quả hết. Cho nên chúng ta hãy tin cậy Chúa. Nếu chúng ta có được cảm động giúp đỡ cho ai đó hoặc là được cảm động để dâng hiến cho công việc của Chúa, chúng ta hãy dâng hiến đi quý vị. Chắc chắn chúng ta sẽ gặt lại được. Cũng có trường hợp những con cái Chúa họ dâng hiến cho nhà của Chúa rất là trung tín. Và qua nhiều năm, qua 2 hoặc là 3 năm mà họ vẫn chưa thấy phước hạnh hoặc là chưa thấy kết quả gì hết. Có trường hợp có một cái cô kia, cô cũng nói với tôi: mục sư ơi, sao mà tôi dâng hiến cho nhà của Chúa cũng cả 3 năm nay hơn rồi mà không thấy kết quả gì hết mục sư. Tôi vẫn phải đi ở nhà thuê, nhà mướn. Lúc đó tôi mới hầu vị Chúa thôi cho nên là tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để giúp đỡ cho cô ấy. Tôi nói rằng cô cứ trung tín đi rồi chắc chắn sau này Chúa sẽ ban phước cho cô thôi. Nhưng mà tiếc thay sau đó thì cô ấy rời khỏi hội thánh và
cô ấy đi qua hội thánh khác để nhóm, tại vì thấy hội thánh này mình dâng hiến hoài không thấy phước gì hết. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau, 2 năm sau tôi gặp lại cô này. Chúa ban phước lạ lùng đúng không quý vị? Tôi gặp lại cô này và ngay tại nhà cô ấy, và cô ấy nói với tôi: mục sư ơi, Chúa ban phước cho gia đình của chúng tôi đó, con gái của tôi nó có công việc rất là phước. Nó làm trong một thời gian ngắn thôi, nó đủ tiền để mua cái căn nhà này, mua mảnh đất này và xây căn nhà đẹp như thế này. Rồi bây giờ có nhà, vòng vàng đeo trên tay lủng lẳng luôn, đeo trên tay và đeo trên cổ luôn quý vị. Tôi nói với cô thấy không? Đó, Chúa ban phước cho cô đó. Đôi khi mình gọi là nóng lòng quá, mình chạy trước Chúa, nhưng mà thật ra thiên đàng luôn luôn theo dõi mình, thiên đàng vẫn luôn luôn ghi nhận sự dâng hiến của mình. Ai mà trồng lúa đó thì chúng ta thấy rằng là trồng 3 tháng thôi là ra bông đúng không quý vị, ra trái có thể thu hoạch được. Nhưng mà lúa chỉ thu hoạch đúng một lần duy nhất. Nhưng mà ai mà trồng sầu riêng á thì mất phải ít nhất là 4 năm, từ 4 cho đến 5 năm từ mỗi cây con để cho nó lớn lên và nó ra trái á, là mất tới 4 đến 5 năm. Nhưng mà khi mà tới năm thứ 5 đó quý vị, sầu riêng nó sẽ ra trái liên tục mỗi năm. Ra trái ít nhất á, là 15 năm. Quý vị muốn trồng lúa hay là trồng sầu riêng? Trồng sầu riêng thì phải tốn thời gian đúng không? Phải chờ đợi. Đợi cả 4-5 năm đó. Ai mà đợi không nổi thì mình có thể trồng lúa. Trong 3 tháng thôi là có kết quả liền. Nhưng mà trồng lúa thì chỉ có gặt được đúng một lần thôi. Nhưng mà trồng sầu riêng thì mỗi năm mỗi gặt. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể đủ nhịn nhục để chúng ta có thể nhìn thấy phước hạnh của Chúa trên đời sống của mình. Nếu mà lâu quá mình vẫn chưa thấy phước của Chúa đến trên tài chánh của mình, tôi chắc rằng là quý vị đang trồng sầu riêng. Gia-cốp là một người tổ phụ đức tin, và ông đã có tấm lòng dâng hiến cho Chúa trước khi có luật pháp của Môi-se được ban hành. Thì Gia-cốp ông đã có một tấm lòng dâng hiến 1/10 cho Đức Chúa Trời một cách trung tín. Ở trong Sách Ký đoạn số 28 câu số 20 cho đến 22, Gia-cốp bèn khấn vái rằng: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Cảm ơn Chúa, Gia-cốp sống trước cả thời của Môi-se nữa. Trước khi có luật pháp được ban hành thì Gia-cốp ông đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng là tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Tại sao Gia-cốp lại làm điều này thưa quý mà cho em? Tôi tin rằng là Gia-cốp ông đang có một cái sự thiết lập giao ước với Đức Chúa Trời trong mối quan hệ của ông. Ông đã có một sự hứa nguyện một cách nghiêm túc rằng là nếu Chúa ở cùng phù hộ ông thì ông sẽ bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa qua sự dâng hiến mọi của cải mà Chúa ban cho ông. Cho nên nếu chúng ta có tấm lòng biết ơn Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng cái việc dâng hiến cho Chúa đó là một điều hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn bình thường. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho những con cái Chúa ở tại đây, trước khi chúng ta dâng hiến 1/10 cho Chúa thì chúng ta sẽ phải có một cái bước tiến ở trong thuộc linh của chúng ta. Đó là chúng ta tiến đến cái mức độ đó là chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Chúa cho đời sống của mình. Chúng ta kinh nghiệm được cái sự thanh tín, cái quyền năng của Chúa, cái sự trả lời của Chúa cho đời sống của mình. Và khi chúng ta kinh nghiệm được sự tốt lành của Chúa cho đời sống của chúng ta rồi đó quý vị, thì cái sự dâng hiến của chúng ta nó sẽ dễ dàng và hanh thông hơn. Cái bóp tiền của chúng ta nó mở ra với Chúa dễ dàng hơn. Mỗi khi mà đến giờ dâng hiến, chúng ta lấy tiền mình ra từ cái bóp nó dễ lắm quý vị, lấy ra cái cách một cái là xong. Chứ còn nếu mà mình chưa kinh nghiệm Chúa, chưa được biến đổi trong tình yêu của Chúa đó, nó móc cái bóp ra rất là khó quý vị ơi. Khi mà tôi ở bên Na Uy
để mà thăm gia đình em gái tôi bên đó. Và trong thời gian bên đó thì tôi có nhóm ở tại hội thánh của em gái tôi. Đến giờ nhóm lại, đến giờ mà dâng hiến đó quý vị, thì khi tôi đứng ở hàng ghế phía trước cùng với các mục sư thì tôi đâu có nhìn thấy phía sau đâu. Đến giờ dâng hiến thì người hướng dẫn chương trình ở trên nói rằng bây giờ chúng ta đến giờ dâng hiến, thì tôi xem coi là hội thánh sẽ dâng hiến như thế nào. Tôi đứng hoài nhưng mà tôi không thấy ai bước lên dâng hiến á. Thì trong khi đó mọi người đang hát thờ phượng Chúa cái bài hát dâng hiến. Tôi nói ôi sao kỳ vậy ta, hội thánh giàu như vậy mà không ai bước lên dâng hiến hết. Xong hết giờ dâng hiến, ông mục sư lên giảng. Thì lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng là con cái Chúa bên Na Uy á thì họ không có dâng hiến bằng tiền mặt. Họ lấy cái điện thoại ra, họ bấm họ chuyển khoản. Họ đứng tại chỗ, họ móc cái điện thoại ra bấm chuyển khoản cho cái tài khoản của thánh. Và khi mà chuyển khoản để mà dâng hiến cho hội thánh á, thì cái số tiền đó sẽ không có bị đóng thuế. Cảm ơn Chúa rằng là mỗi lần mà dâng hiến như vậy, hội thánh của Chúa rất là được phước. Và con cái Chúa càng dâng hiến nhiều thì họ lại càng được phước nhiều hơn. Tôi không giảng bài giảng này để mong đợi rằng là quỹ hội thánh sẽ được nhiều hơn. Nhưng tôi mong đợi rằng là đức tin của quý mài cha em cùng với phước hạnh thuộc linh của quý vị nó sẽ được gia tăng nhiều hơn qua sự dâng hiến. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phước lành đầu tiên của một người trung tín dâng hiến 1/10 cho Chúa. Phước lành đầu tiên đó là phước lành về tài chánh. Một trong những phước lành thường được trích dẫn nhất liên quan đến việc dâng hiến 1/10 đó là các phước lành về mặt tài chánh. Khi chúng ta dâng 1/10, chúng ta đang bày tỏ tấm lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời và khả năng chu cấp của Đức Chúa Trời cho các nhu cầu của chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng là Chúa Ngài hứa sẽ ban phước cho những ai trung thành ở trong việc dâng hiến 1/10. Malachi đoạn 3 câu 10 chép rằng là hãy đem tất cả 1/10 vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ bây giờ các ngươi hãy lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Như vậy thì khi chúng ta dâng hiến 1/10 cho Chúa thì Chúa Ngài sẽ mở cái cửa sổ trên trời ra, đổ phước xuống chúng ta đến nỗi không chỗ chứa. Giả sử bây giờ tôi đang bị nợ rất là nhiều, nợ hàng chục tỷ. Và tôi đang đắn đo rằng là không biết là mình nên dâng hiến 1/10 tiếp tục hay là tôi không dâng 1/10. Theo như quý vị thì quý vị sẽ tư vấn cho tôi như thế nào? Tôi đang bị nợ rất là nhiều, con nợ đang đòi nợ tôi, đang dí tôi. Tôi không có đủ tiền ăn, không đủ tiền mặt. Bây giờ tôi phải dâng hiến sao? Hay là tôi nên tiếp tục dâng hiến 10 đây? Dạ. Để chúng ta có câu trả lời quý vị, chúng ta nhìn vào trong cái câu này. Chúa nói rằng sao? Đem 1/10 vào kho thì cửa sổ trời mở ra. Giả sử đặt ngược lại, nếu không đem 1/10 vào kho, cửa sổ trời có mở ra đổ phước xuống cho mình không? Như vậy thì nếu là tôi là một con nợ, nợ đầy đầu, đầy cổ luôn. Tôi muốn cửa sổ trời mở ra thì tôi phải tiếp tục dâng hiến đúng không ạ? Còn nếu mà tôi đã nợ cả chục tỷ mà bây giờ không dâng hiến nữa thì làm sao mà tôi có thể thoát nợ được quý vị? Rồi trong trường hợp giả sử tôi nợ hàng chục tỷ, tôi không có tiền ăn, tôi không có đủ ăn đủ mặc thì làm sao tiền 1/10 ở đâu ra dâng? Chúng ta có thể dâng theo như cách của người đàn bà quá ở Sarepta. Người đàn bà quá ở Sarepta cái ngày hôm đó chỉ còn đúng có một chút bột và một chút dầu thôi. Làm được đúng hai cái bánh, tôi nghĩ rằng hai cái bánh đó giống như là hai ổ mì bây giờ vậy đó. Hai ổ mì bây giờ mình mua cao lắm ở ngoài là 20.000 đi. Ha, coi như là 40.000. Dâng hai ổ mì đó cho tiên tri Eli là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Dâng xong. Bà được phước hay là bà không được phước quý vị? Có phải được phước trong ngày hôm đó không hay là được phước cho đến 3 năm rưỡi? 3 năm rưỡi.
Dạ, Kinh Thánh nói rằng là bà được phước trong 3 năm rưỡi, tức là trong 3 năm rưỡi đói kém đó quý vị. Trong khi cải sứ không có cái gì để ăn hết thì bột không thiếu ở trong bình, không thiếu ở trong vò và dầu không thiếu ở trong bình của người đàn bà quả đó. Chỉ dần đúng 2 ổ bánh thôi. À, như vậy thì tôi, nếu mà tôi nợ hàng chục tỷ, tôi có thể dâng cơm, dâng gạo của tôi, dâng cái bữa ăn của tôi cho hội thánh của Chúa được không? Được. Nếu mà tôi muốn dâng hiến cho Chúa thì tôi sẽ có đủ cách để tôi dâng hết quý vị. Không phải chỉ dâng tiền mà thôi, nhưng mà tôi có thể dâng những bữa ăn, tôi có thể dâng những cái gì mà tôi có. Như vậy thì khi chúng ta dâng cho Chúa mùng 10 thì chúng ta sẽ nhận lại được gấp bội phần hơn, gấp bội phần hơn. Nhưng mà ngày hôm nay có trường hợp tôi biết có những hội thánh tín đồ họ không muốn dâng hiến mùng 10. Họ nói rằng là họ không phải rằng là họ không có tiền, họ có tiền đó, họ sẵn sàng họ dâng bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà cái điều khiến cho họ không muốn dâng hiến đó là bởi vì có hội thánh không có minh bạch ở trong tài chánh. Họ nói rằng là mục sư ơi, tôi muốn dâng cho hội thánh đó lắm, nhưng mà lòng của tôi tự nhiên thấy cảm thấy sao sao đó, tôi không có được cảm động tôi dâng cho hội thánh đó. Tôi nói à đúng rồi, bởi vì cớ hội thánh đó cần phải có sự minh bạch về tài chánh, người ta cần biết là tiền thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, rồi tồn bao nhiêu. Điều này có hợp lý không quý mà chị em? Hợp lý chứ đúng không ạ? Tôi cũng vậy nữa, giả sử tôi muốn dâng chỗ nào đó, tôi phải biết rằng là à tất cả những hoạt động tài chánh ở trong cái chỗ đó là chi tiêu, thu chi, là tất cả mọi thứ đều được rõ ràng minh bạch hết. Chứ còn nếu mà mình thấy cái chỗ nào đó mà không minh bạch, tài chánh thu chi loạn xạ, rồi nợ tùm lum trong đó hết, thu chi không hợp lý, thì dĩ nhiên ngay cả tôi cũng không muốn dâng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều là những người nông dân khôn ngoan, phải biết cái mảnh đất nào tốt thì chúng ta phải gieo hạt giống vào đó, đúng không ạ? Đâu có phải là mình có giống cái mình muốn gieo chỗ nào gieo, mình phải cải tạo đất, mình mới biết đất đó tốt thì mình mới gieo hạt giống vào. Cho nên là để cho hội thánh của Chúa có được một cái sự phước hạnh về tài chánh thì hội thánh đó cũng cần phải có sự minh bạch về tài chánh. Khi minh bạch rồi thì Chúa Ngài sẽ đem phước lành vào. Còn dân Chúa, dân hiến cũng sẽ không phải lăng tăng, không có lăng tăng gì về cái việc là thu chi bao nhiêu ở trong hội thánh đó. Rồi phước lành thứ hai của việc dâng hiến mùng 10 đó là phước lành về mặt thuộc linh. Dâng hiến mùng 10 cũng sẽ ảnh hưởng đến các phước lành về thuộc linh. Khi dâng hiến cho hội thánh, chúng ta đóng góp vào công việc của Đức Chúa Trời và giúp cho việc truyền giáo, truyền bá tin lành của Chúa được rộng rãi và kết quả nhiều hơn. Hành động vâng lời và phóng khoáng này có thể sẽ dẫn đến sự tăng trưởng và phước hạnh thuộc linh của người tin Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 6 cho đến câu 8, lời của Chúa chép thế này: hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của các vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng là chúng ta gieo nhiều thì gặt nhiều, mà gieo ít thì gặt ít. Và Chúa Ngài yêu cái người dâng hiến một cách vui lòng. Và thậm chí là Đức Chúa Trời Ngài có quyền ban cho chúng ta được đầy đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, quý vị. Và chúng ta hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự. Như vậy thì khi mà chúng ta dâng hiến cho Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban đủ mọi thứ ơn cho chúng ta, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Cho nên từ đây chúng ta có thể hiểu rằng là nếu ai đó mà thiếu ơn trong đời sống của mình, có thể lắm là bởi vì cớ họ đã không dâng hiến trong một phần mười của mình. Nếu quý vị muốn có ơn của Chúa, quý vị hãy dâng hiến một phần mười một cách trung tín. Nếu quý vị muốn có ơn truyền giáo, hãy dâng hiến một phần mười. Nếu quý vị muốn có ơn mục sư, ơn trang bày giống như người mục sư quản nhiệm của mình, thì hãy dâng hiến một phần mười. Nếu quý vị muốn có ơn về sự chữa lành hoặc giải cứu, chúng ta hãy dâng hiến một phần mười. Bởi vì Chúa nói rằng là
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy. Và dân hiến mùa 10 sẽ mở ra cánh cửa thiên đàng để đổ phước xuống chúng ta, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Ơn gì chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta. Khi chúng ta dâng hiến mùa 10 một cách trung tín thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta có sự vui mừng, có sự bình an được gia tăng và mối quan hệ mật thiết bền chặt với Đức Chúa Trời càng hơn. Phước lành thứ ba của sự dâng hiến mùa 10 đó là đức tin của chúng ta được tăng trưởng. Việc dâng hiến mùa 10 đòi hỏi đức tin nơi sự chu cấp và lời hứa của Đức Chúa Trời. Bằng cách dâng hiến một phần thu nhập của chúng ta thì chúng ta đang chứng tỏ với Đức Chúa Trời lòng tin cậy của chúng ta nơi khả năng của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chu cấp cho những nhu cầu của mình. Hành động đức tin này sẽ dẫn đến sự tin cậy nhiều hơn nơi Chúa và niềm tin mạnh mẽ hơn vào những lời hứa của Ngài. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta dâng hiến mùa 10 thì đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng. Tại sao vậy quý mài chém? Tại vì Chúa Ngài cho phép chúng ta dùng cái sự dâng hiến để chúng ta thử Chúa. Trong tất cả cựu ước và tân ước, trong tất cả các sách kinh thánh, không có chỗ nào chúng ta được phép thử Đức Chúa Trời. Đúng không quý mài chém? Chúa Giê-xu nói với ma quỷ rằng là ngươi chớ thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Nhưng mà có một chỗ Chúa cho phép chúng ta thử Ngài. Một chỗ duy nhất thôi. Đó là Ma-la-chi đoạn 3 câu 10. Các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Chúa cho phép chúng ta dùng cái sự dâng hiến để chúng ta thử nơi lòng thương xót của Chúa. Chúa cho phép chúng ta dùng sự dâng hiến để thử cái sự tiếp trợ của Chúa ở trên tay chánh của chúng ta. Chúa cho phép chúng ta dâng hiến để chúng ta thử cái sự giàu có của Chúa, cái sự thịnh vượng của Ngài đổ xuống cho đời sống của chúng ta như thế nào. Quý vị có thử chưa? Gia đình của chúng tôi đã thử rồi đúng quý vị. Và ngày hôm nay gia đình của chúng tôi, cả gia đình của chúng tôi, từ ba mẹ tôi rồi cho đến tôi và em gái của tôi, em rể của tôi cũng hầu vị Chúa luôn. Người ta thắc mắc và người ta nói, ô tại sao mà gia đình này để hầu vị Chúa hết như vậy? Chúng tôi trả lời rằng là bởi vì cớ chúng tôi đã dâng hiến trung tín một phần mười cho Chúa. Bắt đầu từ năm 1993, gia đình của chúng tôi trở lại tin nhận Chúa. Và khi mới tin nhận Chúa và trở lại với Chúa, từ Công giáo chúng tôi chuyển qua Tin lành, thì ba mẹ của chúng tôi đã quyết định là dâng hiến một phần mười cho Chúa. Mỗi tháng thu nhập bao nhiêu thì cứ trích ra một phần mười đó để mà dâng hiến cho hội thánh của Chúa, không thiếu một tháng nào quý vị. Và đến năm 2003, tức là 10 năm sau khi tin Chúa, từ năm 93 cho đến năm 2003 thì Chúa làm phép lạ. Chúa khiến cho cái ngôi nhà mà ba mẹ của tôi ở, đó là dạng chung cư, nhưng mà nó là một cái căn nhà lớn ở tại đường Hải Thượng Lãng Ông của quận 5, là cái gần cái khu mà bán thuốc bắc của người Hoa đó. Và bởi vì trước đó mẹ tôi là một người nhân viên y tế ở tại trung tâm y tế quận 5, thì khi mẹ tôi làm việc ở đó thì trung tâm y tế họ cấp cho cái nhà đó để ở cùng với lại những người khác nữa. Thì về mặt giấy tờ, ba mẹ của tôi không thể bán cái căn nhà đó, bởi vì cớ nhà đó là nhà của nhà nước, người ta cấp cho, mình không có được quyền mình bán cái nhà đó. Thì khi mà ba mẹ tôi ở đó thì ba mẹ tôi cũng không có hy vọng rằng là nhà đó nó sẽ hợp thức hóa hay là hóa giá để mình có thể bán được. Nhưng mà lạ lùng thay, Chúa khiến sau đó thì đến đúng 10 năm sau khi chúng ta, sau khi chúng tôi tin Chúa đó, thì cái người chủ tịch ở trên quận đồng ý cho chúng tôi hóa giá căn nhà đó. Và gia đình của chúng tôi bán được căn nhà đó, bán được cái chỗ chúng tôi ở, cái phần chúng tôi ở đó là 60 cây vàng. Và tôi nhớ cái ngày hôm đó ba mẹ tôi cùng với hai anh em chúng tôi ngồi lại trước cái số tiền đó và cảm ơn Chúa và nói với nhau rằng đây là cái thời điểm
phước hạnh mà cả gia đình cần phải ghi nhớ. Giống như khi chúng tôi, giống như khi dân Israel họ đi vượt qua sông Giô-đanh, nước sông Giô-đanh được rẽ ra thì người Israel họ đã phải lấy 12 hòn đá, họ dựng ngay giữa sông Giô-đanh đó, để sau này con cháu sau này đó nhìn vào và nói rằng là đây là cái phép lạ mà Chúa đã làm cho tổ phụ của chúng ta. Và muôn đời con cháu sau này không bao giờ quên được cái ngày hôm đó là ngày mà Chúa ngày rẽ nước sông Giô-đanh để cho dân Israel có thể vào trong xứ. Và gia đình của chúng tôi cũng vậy. Ngày hôm đó nói với nhau rằng đây là cái thời điểm đặc biệt. Mình phải nhắc đi nhắc lại cho con cháu trong gia đình rằng là Chúa ngài đã làm ơn cho gia đình của mình. Từ cái chỗ không có nhà để ở mà bây giờ Chúa đã khiến cho cái nhà đó trở thành cái nhà của mình và mình có thể bán được với giá 60 cây vàng. Và 60 cây vàng đó chúng tôi có thể mua được 3 căn nhà sau đó nữa quý vị. Từ cái chỗ bàn tay trắng không có gì hết, nhưng mà chúng tôi đã tin cậy Chúa và dâng hiến một mười cho Chúa. Và trong đúng 10 năm Chúa đã ban phước chúng tôi như vậy. Tôi chia sẻ điều này để cho quý vị, những ai chúng ta mong được thoát nghèo, quý vị sẽ tìm thấy được ánh sáng hy vọng nơi lời của Chúa. Ở tại Củ Chi gần đây, có một người hầu vị Chúa, mà người này cách đây khoảng 8 năm về trước, là một người thanh niên nghèo. Khi mà tôi và các tôi tới Chúa đến nhà của người thanh niên này, người đó lúc đó cũng đang tập tành hầu vị Chúa trong lĩnh vực thanh niên cùng với chúng tôi. Thì anh thanh niên này chỉ là một người thanh niên rất là nghèo, ở cái nhà nhỏ xíu, nhà lá, lụp sụp. Mà cái nhà đó cũng không phải là mình đứng tên nữa. Khổ lắm quý vị ơi, khổ vô cùng. Hai vợ chồng có đứa con, sống cuộc sống rất là kham khổ, làm đủ thứ việc hết. Vợ đi bán ở chợ này, rồi ở chợ kia, rồi ông chồng thì làm đủ thứ nghề hết. Thậm chí có khi mà phải đi hái cái rau này, rau nọ để mà bán, để mà có tiền kiếm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là mỗi khi chúng tôi đến nhà của hai vợ chồng, thì hai vợ chồng luôn luôn tiếp đãi chúng tôi một cách tử tế nhất, cho ăn những đồ ngon nhất, dâng hiến chúng tôi một cách rời rộng nhất theo cái khả năng của họ. Và chúng tôi nhiều khi phải nói là rất là xúc động khi mà thấy tấm lòng dâng hiến của hai vợ chồng. Chỉ sau 8 năm, bây giờ chúng tôi trở lại nơi đó. Nhà thì rộng hơn cái nhà nhóm của chúng ta đó quý vị. Nhà đẹp luôn, đứng tên luôn. Cái người thanh niên đó bây giờ không còn nghèo nữa, bây giờ đứng tên cái nhà đó. Gia đình cho hẳn một cái nhà, mảnh đất nhà lớn lắm, làm điểm nhóm thờ phượng Chúa. Mà đặc biệt là Chúa bây giờ ban phước cho cái người thanh niên đó có tới 3 chiếc xe ô tô. Tài sản bây giờ còn nhiều hơn cả gia đình của tôi nữa. Tôi thì chưa có chiếc ô tô nào hết, nhưng mà bây giờ người thanh niên này có 3 chiếc ô tô rồi đó quý vị. Khủng khiếp không? Chúa ban phước còn nhanh hơn cả gia đình của chúng tôi nữa. Chỉ bởi vì cớ họ trung tín dâng hiến 1/10. Quá lạ quá. Trước đây thì tôi nghe có những thanh niên mà họ mê vé số đó. Họ nói rằng là muốn giàu á thì cứ tấn công vào trong nhà nước. Tức là mua vé số của nhà nước là mình sẽ trúng số, mình sẽ giàu nhanh. Nhưng mà tôi thấy giàu đâu không thấy, mà thấy toàn là vỡ nợ với lại tốn tiền không à. Nhưng mà bây giờ từ khi mà tôi biết lời của Chúa, tôi thấy rằng là mua vé số cũng chưa chắc gì giàu. Mà chưa có chắc gì như là lời của Chúa. Chúng ta cứ dâng hiến 1/10, chắc chắn chúng ta sẽ giàu có. Giàu chắc chắn luôn quý vị ơi, chắc chắn luôn. Tôi chưa bao giờ tôi thấy ai mà dâng hiến trung tín cho Chúa 1/10 mà sau này họ nghèo hết á. Nhưng mà đa phần những con cái Chúa dâng hiến trung tín 1/10 cho Chúa thì sau này họ đều ở trên cao luôn luôn, chứ không hề ở dưới thấp. Amen. Nhưng mà điều này chỉ xảy ra khi mà tấm lòng con cái Chúa yêu mến Chúa thật sự, họ mới dâng hiến được. Họ phải yêu Chúa, họ phải kinh nghiệm được Chúa rồi thì họ mới có thể dâng hiến được. Đúng quý bà chứ em. Mà tôi cam đoan với quý vị rằng là quý vị mà chỉ cần thử Chúa trong vòng 10 năm, giống như gia đình của tôi đó,
thì quý vị sẽ được phước chắc chắn luôn. Dĩ nhiên gia đình của chúng tôi nếu mà sau 10 năm đó mà dâng hiến cho Chúa 10 năm mà không thấy cái phước hạnh của Chúa đó, chúng tôi vẫn sẽ dâng hiến nữa. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dâng hiến. Chứ không phải là 10 năm không thấy phước cái là mình ngưng dâng hiến đâu. Dâng hiến là dâng hiến trọn đời. Amen, không quý mà cho em. Yeah. Bởi vì chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ dâng hiến cho Chúa. Dù là chúng ta không thấy phước, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ dâng với lòng biết ơn. Bởi vì những gì mà chúng ta đang có đều đến từ nơi Chúa. Phước lành thứ tư, đó là chúng ta sẽ có được sức khỏe dồi dào. Chúng ta sẽ có sức khỏe dồi dào. Dâng hiến phần 10 cũng có thể dẫn đến một sức khỏe tốt, một thể trạng tốt cho người trung tín dâng hiến phần 10. Hành động vâng lời và dâng hiến này có thể dẫn đến những phước lành về mặt thể chất và sức khỏe tốt. Chúng ta biết rằng là bệnh tật đến từ ma quỷ, và ma quỷ có thể tấn công chúng ta bằng bệnh tật bất cứ khi nào mà nó có một cái cơ hội. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng là khi chúng ta dâng hiến thì Chúa sẽ ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Ma-la-chi đoạn 3 câu 11 cho đến 12, lời của Chúa nói rằng là ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Như vậy thì Chúa nói rằng là khi chúng ta dâng hiến mùng 10 đó, thì Chúa sẽ vì cái điều đó đó mà ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Ngày hôm nay có những kẻ cắn nuốt, nó đi rình mò chung quanh tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nhưng mà nếu chúng ta dâng hiến mùng 10 cho Chúa thì sức khỏe của chúng ta sẽ được Chúa bảo đảm. Cái kẻ cắn nuốt đó nó sẽ không bao giờ có thể đớp lấy chúng ta được. Trong cái mùa mưa này tôi thấy rằng là có nhiều người bị bệnh lắm. Và cái sức khỏe của chúng ta nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Có con cây Chúa đi xe ô tô, từ trong nhà mà đi ra xe ô tô, mưa nó dầm, mưa nó như là trút nước vậy đó. Vậy đó mà ướt chút xíu vào trong ô tô, đi có một chút xíu thôi về nhà, bệnh. Nói, ủa sao em đi ô tô mà em cũng bị bệnh đó hả? Dạ không mục sư, em từ trong cái nhà đi ra ướt có xíu thôi, cầm cái ô mà nước nó tạt quá, ướt vậy thôi đó, mà cũng bệnh nữa. Tôi mới hiểu được một điều rằng là trong mưa, trong nước mưa đó quý vị, có thể có những cái axit. Tại vì mưa đầu mùa thì nó rất là độc. Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người chúng ta. Thì ma quỷ nó có thể lợi dụng những cái giọt mưa mà nó có axit, hoặc là những cái nước mưa mà nó có những cái chất ô nhiễm, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta không biết được cái mầm bệnh nó nằm ở đâu hết. Có thể là trời nắng gắt quá nó cũng có thể bệnh, mà khi mà mưa quá cũng có thể bệnh. Bất cứ khi nào thời tiết mà thay đổi thì cũng có thể bệnh. Cho nên kẻ cắn nuốt nó có thể nằm ở trong thời tiết, nó có thể nằm ở trong những giọt mưa, có thể nằm ở trong những cái ánh nắng. Và nếu chúng ta không có sự bảo vệ của Chúa thì nó cắn nuốt chúng ta rất là dễ, quên mà cho em. Cho nên cách tốt nhất để chúng ta có được sức khỏe tốt đó là chúng ta hãy dâng hiến một mười. Amen. Con cái Chúa muốn khỏe mạnh từ thuộc linh cho đến thuộc thể, quý vị hãy dâng hiến một phần mười cho Chúa. Có những khi tôi bệnh, tôi mệt quá, tôi nói với Chúa, Chúa ơi xin hãy thương xót và chữa lành cho con, bởi vì con đã dâng hiến cho Chúa đầy đủ một phần mười hết, con không thiếu bất cứ một cái tháng nào hết, xin Chúa thương xót và chữa lành cho con. Và Chúa ngày thường ra tay để giúp đỡ, Chúa chữa lành cho tôi. Cho nên khi quý vị có bị bệnh gì đó, quý vị đã dâng hiến cho Chúa đầy đủ, quý vị có thể đến biện luận với Chúa. Chúa ơi, con đã làm đúng theo lời của Chúa. Xin Chúa khiến cho kẻ cắn nuốt sức khỏe con nó phải rời xa khỏi con, để con được chữa lành và con được khỏe mạnh, tiếp tục có sức mạnh để bước đi theo Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài. Giăng 3 câu 2 chép rằng là hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vậy thì ý muốn của Chúa đó là cho chúng ta được khỏe mạnh phần xác cũng như là phần linh hồn. Xin Chúa cho chúng ta có được một tâm linh khỏe mạnh và một thân thể cường tráng ở trong ơn của Chúa qua sự dâng hiến. Và phước lành thứ năm,
đó là được bảo vệ khỏi những sự tổn hại và thất bại trong cuộc sống. Dân hiến phần 10 có thể cung cấp sự bảo vệ khỏi những tác hại và sự tấn công của kẻ thù chúng ta là ma quỷ. Khi chúng ta dân hiến cho Hội Thánh, chúng ta đóng góp vào công việc của Chúa và chúng ta giúp cho việc truyền giáo được mở rộng. Thì hành động vâng lời và sự dân hiến này có thể dẫn đến sự bảo vệ về thể chất lẫn tinh thần khỏi những sự tổn hại. Ma-la-chi đoạn 3 câu số 11. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy thì Chúa Ngài sẽ ngăn cấm cái sự cắn nuốt của ma quỷ, không có làm cho những cái bông trái của đất chúng ta bị phá hoại. Ở đây hình bóng cho cái việc đó là cái công ăn việc làm của chúng ta, tài chánh của chúng ta nó bị tổn hại. Bởi vì có những kẻ thù nghịch là ma quỷ, nó làm cho công việc trở nên bị thất bát. Đang làm ăn ngon lành, tự nhiên có cái gì đó nó xung đột với chúng ta và khiến cho chúng ta mất đi những người khách. Người ta không còn gọi chúng ta nữa. Hoặc là công việc của chúng ta bị giảm sút một cách bất ngờ. Bởi vì có những cái người ghen ghét với chúng ta. Hoặc là khi mà cái công việc đang phát triển bình thường, tự nhiên có kẻ phá hoại nó xen vào. Có một cái kẻ lừa đảo nào đó, nó xen vào trong những cái người làm việc với chúng ta. Mà dân làm ăn sợ nhất là có những kẻ lừa đảo cùng làm việc với mình. Chơi hụi mà có người lừa đảo ở trong đó, quý vị sợ không? Sợ chứ. Ai hốt cũng trả hết mà tự nhiên cái thằng đó nó hốt, nó đi mất tiêu luôn. Là nguyên một đám là sẽ bị vỡ nợ đúng không? Đó là tôi nói về hụi đó. Còn nếu mà nói về công việc mà lớn đó quý vị, công việc mà lên tới hàng ngàn tỷ đó, mà có kẻ lừa đảo trong đó, chắc chắn là thất bại, phá sản. Làm sao chúng ta biết được có những kẻ lừa đảo trong đó? Quý mà chị em, Chúa nói rằng là Chúa sẽ vì chúng ta mà ngăn cấm những kẻ đó. Những kẻ đó nó sẽ không thể nào có thể làm ăn được. Nó sẽ bị bại lộ và nó sẽ bị loại ra khỏi vòng của chúng ta. Cuộc đời mà đâu ai biết được, chữ ngờ đâu quý vị. Nhưng mà Chúa là đấng biết trước tất cả mọi sự. Có thể Chúa biết được ở trong đám làm ăn đó có những kẻ lừa đảo và Chúa sẽ ngăn chúng ta không có đến cái chỗ đó. Để chúng ta không có làm ăn, không bắt tay với những người lừa đảo. Cho nên quý vị khi mà đi tìm việc hoặc là tìm cái cơ hội để phát triển công việc của mình mà mình không đến được cái chỗ nào đó đó, quý vị đừng có vội buồn. Đôi khi Chúa biết trước được rằng là cái chỗ đó là cái chỗ mà sẽ dẫn mình đến cái chỗ thất bại. Cái chỗ đó là có những kẻ lừa đảo đang ngồi, đang chờ chúng ta đến để đớp mình. Thay vì chúng ta nói Chúa ơi sao mà Chúa không cho con cái công việc đó, Chúa ơi sao cơ hội tốt như vậy mà con không được vào. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có mở mắt ra để nhìn thấy rằng trong đó có những kẻ lừa đảo đang rình mò chúng ta. Thay vì mình ăn ít thôi, nhưng mình được bền vững lâu dài. Còn hơn là mình ăn nhiều đó, mà có những kẻ lừa đảo nó ăn còn nhiều hơn nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta luôn luôn cảm ơn Chúa và luôn luôn nhờ cậy nơi sự bảo vệ của Ngài ở trong tài chánh của chúng ta. Khi chúng ta dâng hiến mồng 10 đầy đủ thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những sự phá sản, khỏi tất cả những sự thất bại trong công việc và cũng như những sự tổn hại trong kinh tế, trong tài chánh của chúng ta. Phước lành thứ 6 đó là chúng ta được gia tăng sự thịnh vượng và giàu có. Sự dâng hiến mồng 10 cho Hội Thánh và chúng ta đóng góp vào trong công việc nhà Chúa và truyền giáo thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những phước lành về mặt thể chất, tinh thần và thịnh vượng được gia tăng. Châm ngôn đoạn 3 câu 9 cho đến câu 10 chép rằng là hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Chúa nói rằng là khi chúng ta lấy tài vật và hoa lợi đầu mùa của mình mà tôn vinh Chúa, dâng cho Chúa mùa 10 thì các vừa lẫm của mình sẽ đầy dư dật và thùng của mình sẽ tràn rượu mới. Đây là những hình ảnh nói về sự phước hạnh dư dật ở trong một gia đình khi mà Chúa ban phước cho gia đình đó. Cảm ơn Chúa khi mà chúng ta được phước của Chúa, sự thịnh vượng nó sẽ được gia tăng quý mà chàng. Từ Abraham, Isaac, Jacob cho đến Joseph,
Tất cả những tổ phụ đức tin đó, họ đều là những người rất là giàu có. Khi mà Abraham được Chúa gọi năm 75 tuổi, ông bước ra khỏi quê hương của ông và vòng bà con của ông, thì ông đã đi lúc ban đầu chỉ với một bầy súc vật nhỏ thôi, với một nhóm người nhỏ thôi. Nhưng mà ông càng đi theo Chúa thì Chúa càng ban phước cho cái bầy chiên, bầy súc vật của ông được gia tăng nhiều hơn. Cho đến một thời kỳ mà ông có thể có được 300 gia nhân ở trong nhà của mình, sinh đẻ trong nhà của mình. 300 gia nhân đó đã trở thành một lực lượng hùng hậu để đánh bại được 5 vị vua ở trong Sáng Thế Ký. Quý vị thấy khủng khiếp không? Một mình Abraham có thể có được 300 gia nhân để đánh được 5 vị vua. Tức là Abraham đã trở thành một vị vua rồi đó quý vị. Trở thành một cường quốc rồi đó. Có thể đánh bại được 5 vị vua kia. Quý vị hình dung theo cái hình ảnh của cái người hiện đại bây giờ đó. Làm sao gia đình của mình có thể đánh bại được 5 quốc gia ở ASEAN này, làm sao mình có thể mình chống lại được. Vậy mà Abraham đã có thể làm được. Bởi vì cớ Abraham là người có đức tin nơi Chúa và ông bước đi theo Chúa. Chúa ban phước cho ông thịnh vượng mọi mặt quý mà chứ. Và điều đó hình bóng cho thuộc linh của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể đánh bại tất cả những kẻ thù của chúng ta. Bây giờ nó dùng bùa Thái hay là dùng bùa Miên hay là dùng bùa Ấn Độ, bùa Trung Quốc. Kệ nó, chúng ta có danh Chúa Jesus Christ, chúng ta đánh bại được tất cả những cái kẻ thù đó của ma quỷ. Amen. Hallelujah. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta giống như một Abraham trong thuộc linh vậy đó quý vị. Và chúng ta sẽ được phước, được thịnh vượng từ trong thuộc linh cho đến thuộc thể của chúng ta. Châm ngôn đoạn 11 câu số 24 cho đến 25. Có người rải của mình ra lại được nhiều hơn, cũng có người quá keo kiệt nhưng chỉ được sự túng thiếu. Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, ai cho người uống nước chính mình sẽ được nước uống. Đây là bản dịch năm 2010. Lời của Chúa nói rằng là rải của cải mình ra thì lại được nhiều hơn. Ở trong thế gian thì có câu đó là sở lỡ thì trời cho mà ki bo thì trời lấy. Đối với người thế gian thì có những cái họ dạy cũng đúng kinh thánh, đúng không ạ? Sở lỡ trời cho tức là sao? Mình cứ sở lỡ với mọi người đi thì trời sẽ ban cho mình nhiều hơn, rộng rãi thì sẽ được no nê, đúng theo kinh thánh đó chứ. Còn nếu mà mình cứ ki bo tích góp cho mình không có chịu san sẻ với ai hết thì sau này cũng sẽ mất. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói với chúng ta một điều chắc chắn và nó rõ ràng hơn. Đó là có một đấng đang nhìn xem đời sống của chúng ta. Chúa là đấng hay ban cho. Chúa muốn cho tất cả những con cái Chúa cũng sống một đời sống ban cho. Chúa đã ban cho chúng ta điều gì quý mà cho em? Kinh Thánh nói rằng là Chúa ban chúng ta con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Christ, đúng không ạ? Cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Cha ban cho chúng ta đó là Chúa Giêsu. Và Chúa đã không tiếc bất cứ một cái điều gì với chúng ta cả. Cho nên là con cái Chúa chúng ta cũng hãy sống ban cho. Hội thánh của Chúa là nơi mà chúng ta có thể đóng góp, chúng ta có thể dâng hiến, chúng ta có thể giúp đỡ cho công việc nhà Chúa. Có như nghèo thiếu ở trong hội thánh của Chúa cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta có được cặp mắt thuộc linh được mở ra để chúng ta thấy được rằng là chung quanh chúng ta có nhiều người họ còn kém may mắn hơn chúng ta rất là nhiều. Có thể chúng ta nhìn lên chúng ta không bằng ai hết. Nhưng mà hãy nhìn xuống để chúng ta thấy rằng là còn có nhiều người không bằng mình. Và khi chúng ta rải của cải mình ra thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban cho nhiều hơn nữa. Lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, sẽ được no nê. Đây là một lời chắc chắn. Quý vị muốn được no nê không? Quý vị muốn được thịnh vượng không? Hãy dâng hiến cho Chúa. Dâng hiến cho Chúa nha, chứ không phải dâng hiến cho con người nha quý vị nha. Từ bé tôi được dạy về sự dâng hiến, đó là khi tôi dâng hiến tôi không bao giờ tôi thắc mắc cái số tiền của tôi được Hội Thánh sử dụng như thế nào hết. Tức là từ trong nhà thờ tôi được dạy rằng là đã dâng hiến cho Chúa rồi, đó là tiền của Chúa. Chúa muốn sử dụng như thế nào cũng được hết. Cho nên tôi không bao giờ tôi thắc mắc rằng là số tiền đó được thu chi bao nhiêu hết. Dẫu rằng sau này tôi lớn lên tôi có thể để ý vào trong cái sự
thu chi của một hội thánh. Nhưng mà từ khi tôi còn bé, tôi được dạy rằng là cái tiền đó mình dâng cho Chúa rồi, thì Chúa có cách của Ngài để sử dụng đồng tiền đó để có thể đáp ứng cho mọi nhu cầu khác nhau, cho mọi hoạt động khác nhau trong hội thánh. Cho nên tiền của Chúa thì Chúa Ngài sẽ có trách nhiệm để hướng dẫn cho cái người quản nhiệm ở tại hội thánh đó sử dụng nó một cách đúng đắn và đẹp lòng Chúa. Và phước lành cuối cùng, phước lành thứ bảy của sự dâng hiến một mười, đó là một đời sống yên vui và bình an. Cuối cùng, dâng hiến một mười có thể dẫn đến một đời sống đầy niềm vui và sự bình an từ nơi Chúa. Và hành động vâng lời dâng hiến này có thể dẫn đến sự vui mừng và sự bình an được gia tăng ở trong cá nhân, trong gia đình, ở trong sức khỏe, ở trong công việc của chúng ta. Philip đoạn 4 câu 19 chép rằng là Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em y theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Đây là bản dịch năm 2010. Như vậy thì để cho chúng ta có được đầy dẫy sự vui mừng, bình an ở trong ơn của Chúa thì chúng ta hãy dâng hiến một mười. Một người dâng hiến, người đó sẽ đầy dẫy sự vui mừng. Không phải là vui mừng theo kiểu của thế gian, vui mừng theo kiểu của một đội bóng sau khi mà mình ghi bàn. Không phải vui mừng bởi vì ai đó cho mình một số tiền lớn. Không, đây là cái sự vui mừng của thiên đàng, quý mà cha. Đây là một sự vui mừng lạ lùng lắm. Chỉ có ở trong Chúa, khi Chúa ban phước cho tâm linh của chúng ta, Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta sẽ cảm nhận được sự vui mừng đó. Đó là sự vui mừng không chi mất mát, không chi gãy đổ. Sự vui mừng nó không dựa vào trong hoàn cảnh. Sự vui mừng đó ngay cả giữa nghịch cảnh chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được. Và sự bình an cùng vui mừng đó nó sẽ được nhân lên khi chúng ta làm theo lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa. À, con ngồi yên lặng nha. Như vậy thì khi đời sống của chúng ta vâng theo lời của Chúa và chúng ta dâng hiến một mười cho Chúa, thì mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ được bền chặt hơn, sự mãn nguyện ở trong đời sống của chúng ta sẽ được gia tăng và cuộc sống của chúng ta sẽ giảm đi nhiều căng thẳng và lo lắng. Và chúng ta sẽ nhận được phước rất là nhiều, quý bà cha. Bây giờ thì tôi sẽ đọc lại về, tóm lược lại về 7 phước lành này. Phước lành thứ nhất đó là phước lành về mặt tài chánh, chúng ta sẽ được dư dật. Phước lành thứ hai đó là chúng ta sẽ được phước lành về mặt thuộc linh. Phước lành thứ ba đó là đức tin của chúng ta được tăng trưởng. Phước lành thứ tư đó là sức khỏe của chúng ta được dồi dào và được dư dật. Phước lành thứ năm, chúng ta được bảo vệ khỏi những sự tổn hại và những thất bại. Thứ sáu, được gia tăng sự thịnh vượng. Và phước lành thứ bảy đó là cuộc sống được đầy dẫy vui mừng và bình an ở trong ơn của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị. Những ai chúng ta chưa kinh nghiệm được tất cả những phước này, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và trung tín dâng hiến một mười cho Chúa. Cuộc sống của chúng ta sẽ không còn bệnh tật. Cuộc sống của chúng ta sẽ không còn có những mất mát thất bại nữa quý vị. Cuộc sống của chúng ta sẽ được đi lên và đi lên trong ơn của Chúa. Và hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những hạt giống mà chúng ta đã gieo cho Chúa trước đây. Nó sẽ đến thời điểm ra hoa kết quả. Chắc chắn khi chúng ta dâng hiến, những hạt giống đó nó sẽ kết quả ở trong đúng thời điểm của Chúa. Đừng nản lòng. Đừng nản lòng như quý vị nghe. Đừng nản lòng. Hãy cứ chờ đợi. Rồi đến thời điểm chúng ta sẽ gặt được những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo trước đây. Xin mời chúng ta đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Bởi vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở và khích lệ chúng con rằng khi chúng con dâng hiến một mười cho Chúa thì các cửa sổ trên trời của Chúa sẽ mở ra và đổ phước xuống chúng con đã nổi không đủ chỗ chứa. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa luôn thành tín. Những gì mà Chúa đã nói tốt thì Ngài cũng sẽ giữ lấy tất cả những lời đó cho đời sống của chúng con. Tất cả những lời tốt lành ở trong lời của Ngài, trong luật pháp của Ngài, khi Ngài đã phán ra thì Ngài sẽ làm cho những lời đó ứng nghiệm cho đời sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời cũng thành tín nữa. Xin Chúa Ngài ban phước cho đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể chúng con được gia tăng, được mãn nguyện ở trong ơn của Chúa. Và nhất là tài chánh của quý bà cho em con là con cái Chúa. Xin Chúa Ngài cho tài chánh của chúng con được dư dật, được gia tăng và được phước ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa Ngài giảm đi tất cả những gánh nặng nợ nần ở trong tài chánh của chúng con.
Có những gánh nặng mà chúng con không thể nào mang vác nổi, Chúa ơi. Khi con nợ và cũng như là những cái người chủ nợ họ tìm chúng con và họ đòi nợ chúng con. Lạy Chúa, đôi khi chúng con cũng cảm thấy rất áp lực, chúng con cảm thấy căng thẳng, sợ hãi khi mà có những người chủ nợ họ tìm chúng con. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, con công bố rằng cánh tay giàu có của Đức Chúa Trời, cánh tay đầy phước hạnh và ân huệ của Chúa sẽ nâng đỡ chúng con, và Ngài sẽ gỡ chúng con ra khỏi những cái bẫy, những cái lưới của tài chánh nợ nần. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng con trong danh của Ngài, để chúng con không phải quá áp lực, sợ hãi, căng thẳng đến nỗi mà chúng con mất đi đức tin nơi Chúa. Nhưng xin Chúa mở mắt lòng của chúng con, để chúng con thấy được sự tiếp trợ, cung ứng của Ngài một cách thanh tín ở trong những năng đề của chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con thấy được cánh cửa cơ hội của Chúa mở ra, để chúng con có thể được giải thoát ra khỏi những cái sự... chúng con được giải thoát ra khỏi tất cả những cái sự đe dọa cũng như là những cái áp lực của những người đòi nợ chúng con. Lạy Chúa, xin giúp đỡ cho ông bà chị em con, những ai đang phải gồng mình để mà gồng gánh những cái gánh nặng về nợ nần tài chánh. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi tất cả những gánh nặng đó, hầu chúng con có thể đi qua khỏi những cái cơn bão của tài chánh nợ nần, và chúng con có thể nhìn thấy được sự ở cùng của Chúa ngay cả giữa những lúc căng thẳng nhất, trong những lúc mà chúng con cảm thấy bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất, thì Chúa chính là câu trả lời và là niềm hy vọng của chúng con. Cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài không bỏ chúng con bao giờ. Ngài sẽ ở cùng với chúng con luôn cho đến tận thế. Xin cánh tay của Chúa, Ngài hành động ở trên tài chánh của chúng con, để ngay cả khi chúng con bị nợ nần, túng thiếu, thì chúng con vẫn cứ hết lòng tin cậy Chúa và dâng hiến một mười cho Chúa, không thiếu bất cứ một đồng nào, để cửa trời của Chúa luôn mở ra trên đời sống của chúng con, và chúng con sẽ nhìn thấy được sự tiếp trợ của Chúa, sự cung ứng của Ngài, khiến chúng con được có dư dật để chúng con có thể trả nợ cho cuộc đời của mình. Còn cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển qua lời của Ngài, và xin Chúa ban phước cho những tấm lòng đã dâng hiến một cách rộng rãi cho công việc nhà Chúa tại đây trong những ngày vừa qua. Xin Chúa ban phước cho mọi công việc mà tay của chúng con làm sẽ được phước, được thành công, được gia tăng và được dư dật. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.